Máy toan ngang CNC trục Z Contech đang làm bọc ngang, làm bọc âm đây. Ta có thể thấy máy cũng có thể làm được bọc dương luôn, tuy nhiên là chức năng làm bọc dương ấy thì khá là lâu. Đây người ta có làm máy làm bọc dương chuyên dụng. Máy này thì đa phần là khoan và làm bọc âm. Đây là phần có hai trục rotor số 1, rotor số 2. Máy có thể trục lên xuống được. Nó kẹp phôi được dày nhất đến 120 mm. Khoan sâu được tối đa 70 mm.